Khởi tố vụ xe nghi chở hàng cấm tông thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người tử vong ở Long An. Sau 3 ngày xảy ra vụ xe bán tải nghi chở hàng cấm tông thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Ngày 23 tháng 4, đại tá Lâm Minh Hồng, giám đốc công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người liên quan đến vụ xe nghi chở hàng cấm tông chết 3 người gồm một thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân. Lãnh đạo công an tỉnh Long An nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khi làm chết 3 người. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh điều tra làm rõ vụ án. Như đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 4, công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm. Khi thấy ô tô tải biển kiểm soát 49C29601 chạy với tốc độ rất nhanh theo hướng thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành. Sau đó, lái xe ô tô bán tải tông thẳng vào nhóm cảnh sát, trong đó có thiếu tá cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Hào, công tác tại đội cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa, và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, sinh năm 1994, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, và Phan Thị Kim Thanh, sinh năm 1973, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, tử vong. Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã khống chế, tạm giữ hai đối tượng trong vụ việc trên. Danh tính chưa được tiết lộ, song bước đầu cơ quan chức năng xác định hai đối tượng là người địa phương, nhà ở cách hiện trường vụ việc khoảng 20 km. Sáng ngày 22 tháng 4, lực lượng công an đã khám xét nhà của hai đối tượng này để tiếp tục điều tra vụ việc.